Canada, một đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc, và điều gì khiến cho Canada ngày nay thu hút với nhiều bạn đến đây du học? Hãy cùng công ty Tân Đại Dương với trên 10 năm kinh nghiệm và chúng ta lại duy nhất thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu về đất nước Canada thông qua thành phố Quebec các bạn nhé. Về và tổng quan thì đây là một thành phố với diện tích gấp 3 lần nước Pháp, 7 lần nước Anh, và thành phố này trở thành tỉnh bang lớn nhất của Canada, thu hút nhiều khách du lịch đến đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp tựa cổ tích của nó. Tại là trên vùng đất treo leo phân thành hai cao nguyên, một thấp một cao, chẳng mấy lúc Quebec đã có dáng vẻ đặc trưng như ngày hôm nay. Thành phố trên cao có thành lũy, dinh thống đốc, các cơ sở tôn giáo và nhiều nhà cửa vân vân. Thành phố này từng là thủ phủ của vùng thuộc địa nước Pháp mới, là trung tâm truyền giáo của một địa phận giám mục to lớn trải ra trên một phần lớn của Bắc Mỹ và Đại Tây Dương đến Louisiana, đồng thời là trung tâm trí thức với những cơ sở học đường. Chính các nhà thám hiểm và truyền giáo đã xuất phát từ đây để tìm những vùng đất mới, hoặc có người thì đi khai mở những tâm hồn. Quebec thì có phong cảnh rất hữu tình, dòng sông Six Lion uốn mình phía cực nam của tỉnh bang rồi đổ ra Đại Tây Dương, trở thành những vùng đất phì nhiêu màu mỡ dọc theo hai bên bờ sông vươn mãi tới dãy núi Appalachian phía bắc. Đặc điểm của tỉnh bang này thì là có nhiều đồi núi và rừng cây với hàng ngàn hồ ao và dòng suối rải khắp các tỉnh bang, với nhiều loại cây và thú vật quý hiếm. Khí hậu bốn mùa thay đổi lạnh lẽo giá buốt khi tuyết phủ vào mùa đông, cây cối thì tươi mận nở xinh đẹp vào mùa xuân, cảnh vật bừng sáng mùa hè và phong cảnh huy hoàng với mùa lá đổi vào mùa thu. Thành phố Quebec là thủ phủ của tỉnh và là thành phố rộng lớn thứ ba. Đây là thành phố công sự duy nhất tại Bắc Mỹ. Ngoài sự nổi tiếng về lịch sử thì thành phố Quebec còn có nét đặc trưng về những cuộc triển lãm và các nhà hát đương thời, cùng với các lễ hội tân pháp, lễ hội Carnival vào mùa đông rất là nổi tiếng nữa đó các bạn. Và thế còn chần chừ gì nữa mà hãy khám phá Canada và đặc biệt là cái thành phố này để mà đi du học các bạn nhé. Và mọi thông tin thắc mắc về vấn đề thủ tục hồ sơ xin visa đi du học Canada như thế nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tại công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua số là 0838 08 08 79, hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hoặc tdd.com. Xin chào và tạm biệt các bạn.